khi các cặp đôi hài hước lầm thì sân khấu sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ cười rung rinh nghiêng ngả. Alo. Dạ, em muốn gặp riêng anh Khoa. Trời ơi, mày là con nhỏ nào? Tao tới tao nhét mà. Chị ơi, chị đừng thiệt em mặc xem điện thoại. Tôi có hiểu, ta không gương thần. Gương thần? Ta không phải là gương thần đâu. Chứ ngươi là gương gì? Ta là gương chiếu hậu. Ai đem con máu đang tân để cho con táo mắt đông bay về? Tôi lộn. Cặp đôi nào sẽ nhận được giải thưởng tuần trị giá 20 triệu đồng? Cặp đôi nào sẽ phải tạm chia tay với chương trình? Đón xem cặp đôi hài hước chủ đề Lâm được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 22 tháng 3 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 thứ năm ngày 23 tháng 3 trên truyền hình Vĩnh Long 2.